lửa đeo lửa tế độ nhân sanh, khó về mẹ cho hiểu ngọn ngành, ám muội thì nhiều muôn trí ấp, đường tiến chẳng bước đò con đành, diêu cung hạ bút ký thơ đời trề tâm. Mở giọng khuyên con lòng tan nát, đạo lành con gắn bỏ đường mê, năm cánh tỉnh giấc nhìn đời mộng nhâm dần, mẹ xuống thảm cùng. Nhâm dần lễ dân lần đần, khai đạo ra chỉ dần con đường lành, khuyên con để bước cho nhanh, đua nhau đặng có tranh giành đường tu. Cuộc đời như sớm còn tôi mất công phu lớn làng, trong con để bước lên thoảng, máu gai cành quê đưa sang qua bờ, thấy con vẫn gái còn khờ, con ngồi nên nhớ mẹ chờ nghe tròn, con nên nhớ mẹ lầu son mỗi giờ. Tam kỳ con chớ hững hờ, ngày nay gặp mẹ kịp giờ lo tu, con ơi con để tìm con cho khỏi động thân vàng, tỏ sen chớm nở đôi hàng, chờ con trở lại liên đàn ban cho ngân, đường tu gặp cành đắng đo, con nên gắn chí tầm cho sông, mẹ rước lên thoảng, con nên nhớ mẹ lâu vàng đời trong, làm con phải ráng hết lòng, đường tu mở rộng ngồi trong con lành. Ngày nay con gặp đạo chí thành, bền lòng theo mẹ đạo lành kỳ tâm, con ơi thế đừng
cõi nhàn mẹ trong mơ. Con ơi phải ráng bền lòng ngồi trên đại ngọc luôn trong con nghiền. Khuyên con ráng giữ mối duyên kỳ tam đợi trẻ kề thuyền nghe con. Tiếng cạnh lầu son mẹ đời chốn bụi hồng con nghĩ ngợi sầu cùng
bài cây kính đây nhớ con lệ nhỏ tuôn dài cho nên mẹ mới quằn khai mối đạo này lỡ rằng trai hiền rồi đây gái thảo sao con đành tâm vùi đạo con lì mẹ bình nghiêng thương con trên chốn màn tiếng đau lòng như là như cảnh long đông thương là thương trẻ khó trông quay về cho nên mẹ mới kia giữa kề ngài khuyên đêm ngủ con về mẹ vui nhìn con và mẹ đi ngậm ngùi đành đem dốc ngọc chôn vùi khi biển khơi thương con mẹ lừa con thời lừa xong rồi mẹ lập đời con thờ
trăm chiều lòng mẹ đớn đau. Nhìn con trần thế mẹ ngao ngán lòng. Ngày nay con đã kêu mong mẹ hiền đại xá chứng lòng mà con thơ. Thôi đầu tỉnh ngộ qua phương thơ, một lòng hiếu thuận nương bờ tỉnh tâm. Con than con đã lỗi lầm, đắm xa trầm tục quên tầm mà màng tiếng. Chịu khổ vì quá lời quyền, ma tà ác độc xích xiền ghi phạm phu. Quá tranh lên dòng kỳ xuống, dù sai mê tâm tâm mắt mù thấy chi. Từ ngày mẹ đã ra đi, gian nan phải chịu khổ thì biển khơi. Xác trần con lắm chơn dơi, bởi quên lời mẹ dạy thì tại con. Dìu cùng lời mẹ kêu non, ngày đêm mẹ mỏi mòn thủy tinh. Trách con không dèn đi vô minh, làm lành lánh giờ sửa mình tu thân. Dạy con trung hiếu nghĩa nhân, mẹ đâu có dạy tâm sân để chia liền. Sắc màu tô điểm ngoài kia, trong lòng con chưa một rìa dầu sôi. Đời này khổ lắm con ơi, con thương giùm mẹ đền bồi thì ơn sâu. Mẹ lo mẹ thảm mẹ sầu, từ đây con chịu sắc sâu gian hàng. Điểm linh của mẹ cùng cha, hộ trì thân trẻ kỳ ba độ đời. Tình thương rải đến xa khơi, bao là thế giới khắp nơi an nhàn. Đây thuyền bát nhà sẵn sàng, ca kiều linh tử băng ngàn xuống. Dồi trao đức tài đầy đủ đài cao ngọc toàn. Mẹ con sum mệt một nhà, bồi cha giúp mẹ mới là con nên. Tu hành con gắng kỳ chi bền, ma ha con rửa sạch cái tên thế phàm. Kia là rồng bắc rắn nam, làm cho rõ mặt kỳ tam hồi này. Mẹ thương mẹ mới ân cần, cắt tâm xé ruột toàn thân khi dậy. Mẹ nay dạy khổ gian hà, bao trong xương máu trong nhà khi nước Nam. 20 niên lẻ kỳ khổ kham, cụ niên răng phạt kỳ tam lập đời.
rang kiều rao tiếng cạn lời nhắc cho ba tánh đặng ngồi sông quán đêm ngày lòng mẹ thiết tha hoàng khai tiên phật cũ mà chúng sanh khuyên rồi phải ráng đua tranh công phu tu niệm làm lành lành chung gần đây sẽ thấy kỳ cổ trùng điện quang linh chiêu khắp cùng thế gian giải nguy cho trẻ mắt nàng liên đài thập phẩm đổ an rước về không tu khó đặng giữa kề tam hồn thách phách thảm thế muôn đời con ơi mẹ độ lụy rơi con còn dưới thế xa khơi thuyền vàng sớm khuya nước dầm băng ngàn sao con không thấy chiến toàn con dơi hay là con mãi ham chơi a tỳ địa phủ rã rời linh căn chờ năm mẹ mới mượn trăng soi cùng thế giới tìm văn con hiền ngày nào lòng mẹ khi đặng yên thì con mới dám kim tuyền đờn ca đờn này của mẹ kỳ ba đờn thiên ba tánh rắn mà lo tu đờn kia gần dây to dây nhỏ khuyên cần thương nhau đờn kêu sự liễu sang vào hết lòng nâng đỡ kẻ nào mùng đinh đờn kêu mỹ dị linh đinh sao không thương xót chúng xanh thảm sầu thương con mẹ khổ mạng lầu phòng khi ác thú địa cầu sung ra đờn kêu khắp chốn mà bả gia nhiều hại căng tánh người ta dưới trần đờn kêu Nam Quốc Đa Dương đờn kêu thay chết ngổn ngang phàm trần thay con lòng mẹ khi hỏi ơi mẹ đang xuống thấy trong ngồi chi đây dầm sương dài nắng thông này đời không phím như dây đã trùng thế gian cho mẹ là cùng không màng đạo đức tam tùng mà không ham đợn kêu phật thế không tham giả luyện tu tịnh cho trần kỳ ba sai thánh tiên thần độ cho lệ thứ xa gần trần gian đờn kêu lúc nhặt lúc khoan như rên như rỉ như than khóc đời đờn kêu mẹ
tình giữa thời xác đơn. Đơn kiêu sao chẳng chi ân cần, như chung linh cứu giác trần tỉnh mê. Đơn kiêu con ở mẹ về, bao giờ con lại rể quê yêu nhau. Ngày ngày hầm bút tương giao, đêm đêm nhớ mẹ dội trao căn lành. Thuyền vàng phó lệ dài rành, tùng theo nơi đó màng xanh về chầu. Xanh nước biết một màu, bể lòng bay gió dạt vào đẩy đưa. Thấy con sầu mưa khóc đắng, con chỉ dốc tầm cảnh vắng trời trong mơ. Điểm tô một tấm gương lòng, nỗi niềm nhớ trẻ mạng rộng xót xa. Con phải nghe cha với mẹ, con cái mẹ cha là kẻ thân. Trời cha quy lý định phần, đất mẹ nuôi dưỡng lần lần. Con lớn khôn, khôn nhờ nuôi hồn và dưỡng xác. Mẹ nuôi linh hồn cày bát nước trong, dưỡng nuôi hồn xác cho đồng. Thằng nhờ cơm trắng nung trong mà tháng ngày. Thứ tha cho trẻ dưới trần ngay, con vừa mới gặp hỏi này. Lại trên hoàng mẫu đài mây tha tình, nhờ ơn cha mẹ điện đình. Lại cha mà tưởng phụ ngọc kinh chứng lòng. Giờ này con trẻ lại cầu cha mẹ chứng lòng cho con. Xưa nay con mãi mê mờ, lại xin cha mẹ màng cơ dạy nàng. Con còn sống cảnh mơ màng, lại cầu hoàng xin cha mẹ lầu son điện rồng. Con thề dẹp bỏ bụi hồng, lại truyền cha mẹ cộng đồng mà xử phân. Con thề hối thiện lần lần, lại trên cha mẹ ân cần. Bền lòng giữ đạo cung son, lại cầu cha mẹ con còn ngây thơ. Bao ngày tội lỗi dây đầy, lại xin cha mẹ hỏi này thứ tha. Và con còn mãi ma tà, lại cầu mẹ đổ lòng qua con về. Con còn khờ dại sống mê, lại xin cha mẹ giữa kề đôi thương. Con nằm trong cảnh đoạn trường,
cầu mẹ đổ mẹ đường con đi. Con còn khờ dại cây ít nói, lại xin cha mẹ tìm coi khi nơi lòng. Con sanh nhầm cạnh cây bụi hồng, lại nguyện cha mẹ cộng đồng ban khai. Bền tâm hướng thiện miệng mài, lại xin cha mẹ thiên thai hải hàm. Nhờ ơn đức hỡi mẹ già, lại cha con lỗi mẹ tha khi tội tình. Đời đời sống cảnh chinh ninh, lại cầu cha mẹ điện đình xin tha. Con đành nhầm bụi cây ma tà, lại cầu cha mẹ mạng quá khi tha tình. Nay con sám hối khi xưa mình, lại xin cha mẹ điện tình từ bi. Con thề hối ngộ tu trì, lại cầu cha mẹ cung ly chứng lòng. Con nguyện chi quyết dài công, lại xin cha mẹ mang rồng chứng minh. Con thề chí nguyện tận tình, lại cầu mẫu điện diện tình xót thương. Con thề chí quyết đi một đường, lại cầu cha mẹ ráng gương khi con về. Thề lòng con giữa khi kim thoàn, lại cầu mẹ chứng lời than con lành. Con cầu xin mẹ ban phước lành, thành tâm con khấn nguyện bể rồng mẹ ơi. Lòng thành con ở thế gian, con cầu xin mẹ bố ban cái con nhà. Lại con tâm nguyện lòng thành, cùng chồng với vợ con một lòng thành tâm. Con tên Nguyễn Văn Hiếu ở Dương Giang, 60 là mốt tuổi con cầu xin cái mẫu hoàng. Cầu mẹ độ công danh rồi sự nghiệp, mẹ độ con hiền được chữ cái bình an. Còn mẹ độ cho con thọ phước bình an, độ cho con đặng chữ an khang gia đàng. Lòng khấn nguyện đức diêu trì Phật màu, con nguyện lòng thành tên Võ Thị Nhãn mẹ ơi. 29 tuổi con ở thế gian, con thành tâm khấn nguyện lòng con khẩn cầu. Cầu mẹ độ cho chồng với vợ, con cái trong gia đình được chữ hỏi bình an. Nay chồng rồi với vợ lại với con, kiến họ nguyện họ Võ con nguyện long thành. Để hôm nay nhằm ngày cái mùng một tháng chín
phàm trần, con ấn tống bộ kinh. Cầu trên hoàng mẫu quay linh, độ cho con được chữ đây vui mừng. Nay con nguyện tất lòng đây tất già, gửi bộ kinh mà sám hối mẫu hoàng hôm nay. Cầu cho trăm họ đều nghe được đây thân được bình an nhẹ nhàng, tiêu tan biến phiền ở nơi dương thế. Nghe được quyển kinh này rồi sẽ được an vui, để mau về với mẹ buổi kỳ tam. Chiến đò mẹ đưa rước vàng dân nhà nhà, chúc đôi tiếng cho ngày nay kiên họ nguyện. Họ do tất lòng để phụng cúng thành tâm, từ bi xin nợi mẹ ban cho người vạn sự vạn an các tường. Mùng một dương thế là ngày đây mẹ giáng, chứng lòng thành con ở tận thế gian. Chúc cho người đặng chữ dè giang, giàu sang phú quý nhờ mẹ ban phước lành. Cầu cho trăm họ là vạn dân ba tánh, khi nghe quyển kinh này tinh tấn tu tinh. Tu tâm tu tánh lòng ta, bước lên thòm của mẹ kỳ ba cho nhẹ nhàng. Nay mùng một trăng đây mà trăng chính, rồi lại nhắm dần con phổ ân tống bộ kinh. Cầu trên có ngọc hoàng chứng minh, diệu trì mà Phật mẫu mẹ quái linh cũng hộ trì, để cho ba tánh hết sầu hết khổ. Bệnh dịch dương trần được chữ qua mau, nay con tên Nguyễn Văn Hiếu con thành tâm. Võ thì tên nhãn con đây nguyện lòng, nay chúc cho chồng rồi đây với vợ thảo lòng thảo giả với mẫu nghi. Chúc cho vạn chữ là du di an lành hạnh phúc đường tu đạo màu. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô mẹ Chiêu Trì Phật mẫu, mẹ cảm ơn chứng minh cho con. Chúc cầu trăm họ bình an, chúc cầu trăm họ vạn an phước lành. Phụ duyên con ở dương trần, pháp danh thanh ngọc con nguyện lòng mà thành tâm. Cầu xin hoàng mẫu ký quay linh, để con tâm nguyện phát ra giờ này. Đọc diễn kinh gửi cùng cô bác, ở tại phàm trần nghe được thi an vui. Quay về với mẹ cánh tiên, tu hành với mẹ kỳ ba long hoa hội
đủ đầy hạnh duyên mẹ độ. Cho con mẹ mà ở tại chốn trần gian, đỏ chiều chiên chốc thương ba tam kỳ mẹ hạ giang. Độ thì cho trăm họ nhà nhà an vui. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính xin Đại Đức Tăng Ni. Dạ, con kính thưa qua cùng đạo hữu bậc tiền bối, cùng huynh đệ gần xa, khi nghe được quyển kinh Sám Mẫu Hoàng được nhẹ nhàng thân tâm an lạc, và cầu trong huynh đệ chị em đồng đạo một lòng hướng về với cha với mẹ kỳ ba. Và hôm nay Thanh Ngọc xin đọc lại quyển kinh gửi cùng bà con cô bác. Khi nghe được quyển kinh, mọi phiền não sẽ được tiêu tan biến mất, đem lại niềm vui đưa đến khi có mẹ gần bên. Và hôm nay cũng được Khổ Chiên, vợ chồng của anh Nguyễn Văn Hiếu và chị Võ Thị Nhạn, và các con là Nguyễn Võ Ngọc Hà, Nguyễn Võ Thanh Sang, để ấn tống bộ kinh đầu tháng 9 năm Nhâm Dần, gửi cùng cô bác gần xa, để sắp tới đây hưởng được một mùa xuân sắp tới an lành, vui tươi, hạnh phúc. Và cầu cho kiến họ Võ và họ Nguyễn phát tâm ấn tống bộ kinh này sẽ được vạn cát tường, vạn an, vạn sự. Và cầu trên Hoàng Mẫu gia hộ độ trì cho người công danh sự nghiệp đa tài đa lộc, đa công danh đa phú quý. Và cầu cho gia đình được hạnh phúc an vui, sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc. Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua Thanh Ngọc có diễn lại bộ kinh Sám của Mẫu Hoàng, xin gửi cùng cô bác anh chị huynh đệ gần xa. Khi trong khi đọc có đôi tiếng hòa âm phối tiếng có điều chi sơ sót, xin đồng quan hỷ cho Thanh Ngọc. Thanh Ngọc xin chân thành cảm ơn tất cả Đại Đức Tăng Ni cùng các sư cô và cùng các đạo hữu huynh đệ gần xa. Và kính chúc mùng 1 tháng 9 năm Nhâm Dần, khi nghe được Sám Mẫu Hoàng được nhẹ nhàng thân tâm tu hành đắc đạo. Và cầu cho tất cả mọi người được vạn an vạn phát, và cầu cho mọi nhà nhà được bình an vạn sự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi cõi phàm các khổ
hồn.